Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, Phó Chủ tịch Hội Ngữ Trí thức Việt Nam. Tham dự hội thảo hôm nay, về phía lãnh đạo Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam còn có các vị. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Võ Kỳ Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, hôm nay là trưởng ban tổ chức và chủ trì hội thảo. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Áo Vua. Xin trân trọng giới thiệu luật sư Tiến sĩ Vũ Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, nguyên trợ lý Chủ tịch nước. Xin trân trọng giới thiệu ông Tiến sĩ Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Việt Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Tham dự hôm nay còn có sự hiện diện của nhiều nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, các vị ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban chuyên môn, lãnh đạo các viện trung tâm và một số đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, lãnh đạo nhiều các doanh nghiệp, nhiều các doanh nhân và nhiều các tổ chức hội xã hội khác. Xin hội nghị một tràng pháo tay nhiệt liệt. Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng lên phát biểu khai mạc hội thảo. Xin trân trọng kính mời. Thay mặt lãnh đạo Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các quý vị đại biểu của các cơ quan, tổ chức của Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp và doanh nhân đã đến tham dự hội thảo ngày hôm nay. Chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các diễn giả sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thảo của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Sản phẩm bảo vệ và nâng cao sức khỏe, tạo thành sức mạnh trong chiến lược kinh doanh tiêu thụ sản phẩm có chất lượng tốt, tạo sự tin cậy đối với người tiêu dùng. Qua hội thảo làm cho các doanh nghiệp hơn và giá thành hợp lý phục vụ người tiêu dùng. Qua hội thảo các lựa chọn và kinh doanh những doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho xã hội và sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời qua tổ chức hội thảo, Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam mong muốn giới thiệu với các quý vị đại biểu, doanh nghiệp, doanh nhân và mọi người về tôn chỉ công thức, phạm vi và
khoa học chưa hoạch định chính sách các cấp, đặc biệt là lực lượng các doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Sáng kiến tổ chức hội thảo doanh nghiệp doanh nhân với khoa học và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng cho thấy không chỉ là mối quan tâm riêng của Đảng và Chính phủ mà cần phải có sự quan tâm chung tay của các tổ chức hội, hiệp hội, đặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp doanh nhân và của toàn xã hội đối với sức khỏe của mỗi người và của tình hình mới. Với lý do trên, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc hội thảo doanh nghiệp doanh nhân với khoa học và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các doanh nghiệp, doanh nhân đã tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, tham dự buổi hội thảo hôm nay của chúng ta còn có nhiều các quý vị khách quốc tế đến để tham dự cũng như là tìm hiểu về cái lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sức khỏe Việt Nam, rồi cũng tham quan các cái gian hàng để có thể là kết nối để sau này có thể là sẽ tạo ra được cái sự thông thương giữa các sản phẩm dịch vụ về chăm sóc sức khỏe của chúng ta với lại các nước trên thế giới. Xin trân trọng giới thiệu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, trưởng ban tổ chức hội thảo lên trình bày đề dẫn. Trong bầu không khí lạnh giá của mùa đông đã tràn về miền Bắc nước ta, nói chung là Hà Nội nói riêng. Nhưng chúng ta lại thấy ấm áp bởi được sự gặp nhau tổ chức hội thảo này để chia sẻ những thành công trong khoa học, kinh doanh và trong mối quan hệ đầy trách nhiệm giữa các tổ chức với nhau, làm cho căn phòng này nóng lên bởi tinh thần và nhiệt huyết của mỗi chúng ta ngồi đây đã và đang cùng nhau đóng góp và tự hào vượt qua bao khó khăn vươn lên cùng đất nước. Hôm nay hội thảo hôm nay có hơn, chúng tôi xin nói thêm là dự kiến là 200 đại biểu, nhưng một số là từ cuối năm đi cũng chưa được đủ. Với nhiều thì nhiều tỉnh trong cả đại biểu tới tham dự hội thảo này. Hội thảo nhằm mục đích quy tụ, kết nối, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nước, tư nhân để cùng nhau xây dựng và phát triển, góp phần làm nên những thành tích kỳ. Ngoài ra, đại dịch này cũng đã ảnh hưởng tới sức khỏe, sản xuất, kinh doanh của toàn cầu. Nói đến sức khỏe, chúng ta ai cũng muốn có một sức khỏe tốt để đóng góp sức mình cho đất nước, tổ quốc của mình. Song đại dịch vừa qua chúng ta cũng đã có những tổn thất về người và của, làm cho một số doanh nghiệp cũng phải ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, có những doanh nghiệp lại ra đời trong lúc hết sức khó khăn. Việt Nam ta tự hào đã chiến thắng dịch bệnh Covid nhanh và vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế của đất nước, đạt được những mục tiêu đã đề ra. Việt Nam chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ cũng như các ban bộ ngành đã có những quyết sách và chiến lược đổi mới trong tình hình mới. Nhiều doanh nghiệp đã khôi phục nhanh chóng lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Nhiều doanh nhân vẫn phát huy được vai trò của mình trong phát triển doanh nghiệp và xây dựng nền kinh tế nước nhà. Trong ngày doanh nhân Việt Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2022, ta tự hào Việt Nam có 7 doanh nhân là tỷ phú. Trong số 2.668 tỷ phú của thế giới, nhưng những tỷ phú này đã đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kinh tế của đất nước. Trong báo cáo tổng kết năm 2021, với 860.000 doanh nghiệp đã tạo được việc làm cho 14,7 triệu lao động, trong đó có 79,9% có trình độ đại học, tiến sĩ và thạc sĩ là 12%. Hôm nay chúng ta quy tụ tại đây với vai trò của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, nhằm khai thác tiềm năng to lớn của các nhà khoa học,
vai trò và có vai trò trách nhiệm của mình hơn trong kinh doanh, phải ứng dụng những khoa học, công nghệ mới, tư duy mới, sáng tạo mới trong điều kiện hiện nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, chúng ta phải làm gì những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã và đang có những sự cạnh tranh không lành mạnh, chạy theo sự lợi nhuận đã tạo ra những sản phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, làm phát sinh nhiều, giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, doanh nhân với nhau để đưa ra được những chiến lược đột phá của hội trong việc giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trong thời gian tới, từ ngay từ cấp cơ sở. Một lần nữa, cho phép tôi gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, doanh nghiệp, doanh nhân. Kính mời các quý vị đại biểu cùng lắng nghe những báo cáo khoa học sau đây và những thành công trong nhiều lĩnh vực của chúng ta với những báo cáo tham luận, hỏi đáp về nhiều lĩnh vực khác nhau như chúng ta đã tham gia thị trường không những ở trong nước mà cả thế giới. Cho phép tôi thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà tài trợ đã góp phần làm nên thành công của hội thảo này. Chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Chúc các quý vị đại biểu nhiều sức khỏe và thành đạt trong mọi trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, bác sĩ xin kính mời chị bà Nguyễn Thị Tuyết Minh và xin kính mời tiến sĩ Nguyễn Văn Năm là tôi được lên ngồi điều khiển trong hội nghị. Và ngược lại, nếu như chúng ta không có quan hệ tốt, không giao tiếp tốt, không tương tác tốt, thì chúng ta sẽ không có được cái sức khỏe xã hội tốt. Sức khỏe xã hội là sự hòa nhập giữa cá nhân, gia đình và cộng đồng, là cơ sở của sức khỏe. Sức khỏe xã hội là sự cân bằng giữa hoạt động và quyền lợi của cá nhân với hoạt động và quyền lợi của cộng đồng và của những người khác. Thì có thể nói chúng ta thường không để ý đến cái sức khỏe xã hội lắm.
Nhưng chính trong cái mối tương tác, mối quan hệ giao tiếp, mối quan hệ thường xuyên giữa người với người, nó cho ta cái sức khỏe của cá nhân mình càng ngày càng tốt lên. Nếu như chúng ta có cả sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của bản thân, đó là gì? Xin thưa, các yếu tố quyết định sức khỏe đó là: thứ nhất là yếu tố di chuyển. Có thể nói rằng là không giống lông thì cũng giống cánh, nên là đẻ ra là phải nhìn thấy được nó có cái gì đấy, nó giống cha đó, nó giống cái gì đấy, nó giống với ông nó hay là bà nó, mẹ nó, thì khi ấy mới thực sự yên tâm, đúng không ạ? Mà nếu nghi ngờ là phải tìm cách để mà thử nghiệm ADN, ví dụ như vậy. Thì đấy là cái yếu tố di truyền. Và yếu tố di truyền còn di truyền cả, không chỉ mẹ đến khi đứa trẻ ra đời. Vì vậy, chúng ta còn coi trọng đề phòng các cái bệnh và làm giảm tỷ lệ mắc bệnh di truyền, và cộng đồng góp phần cải tạo loài giống cho mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Hành vi và lối sống, tôi xin lỗi, phải có yếu tố môi trường. Con người sinh vật chịu sự chi phối của môi trường tự nhiên. Môi trường tác động đến chất lượng của cuộc sống, chất lượng của hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe có ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng sức khỏe của mỗi người dân và của cộng đồng. Chất lượng điều trị và chăm sóc, số lượng và chất lượng của thuốc chữa bệnh, khả năng giao tiếp, tiếp cận với các cái dịch vụ của người dân như thế nào, thái độ của cán bộ y tế đối với người bệnh, tính chất của hệ thống chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng như thế nào, vân vân. Tất cả những cái tình trạng tiêu cực của hệ thống chăm sóc sức khỏe đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của từng người dân và cộng đồng. Cái này chúng ta thấy rất rõ ở trong cái thời gian vừa qua với cái đại dịch COVID-19, thì chúng ta biết chất lượng chăm sóc sức khỏe và tốt, thuốc men hợp lý và chất lượng thì sẽ làm cho cái dịch nó hạn chế. Trái lại, nếu chất lượng các cái thuốc phòng bệnh cũng như là các cái vaccine mà không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Đó là tôi trình bày về vấn đề sức khỏe đối với con người. Vậy trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân. Thưa quý vị, doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc cung cấp các dịch vụ thế mạnh trên thị trường và các sản phẩm và các doanh nghiệp kinh doanh được gọi là hàng hóa. Doanh nghiệp, doanh nhân với mục tiêu kinh doanh của mình cần quan tâm đến dịch vụ đa dạng, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả nhằm đáp ứng có sức khỏe tốt để họ có thể chuyên tâm làm việc, giảm tình trạng thành nghỉ ốm vì bệnh, các cái chế độ cho người lao động đầy đủ. Doanh nghiệp doanh nhân phải có chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước, đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư cho phát triển. Chương trình dự án phi lợi nhuận thiện nguyện tài trợ cho các địa phương và các tổ chức xã hội hay là từng cá nhân để triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, các chương trình tư vấn để khuyến khích lan tỏa tinh thần sống lành mạnh và cung cấp thông tin kiến thức để giúp cho khách hàng và những người dân tự bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa rủi ro bệnh tật, tạo cơ hội thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội. Kết luận, ngày nay nhiều doanh nghiệp, doanh nhân với cộng đồng và đặc biệt rất nhiều các doanh nghiệp, doanh nhân đã tham gia trong hội giáo dục sức khỏe cộng đồng Việt Nam của chúng ta là những người đi theo định hướng kinh doanh như thế này. Đó là kinh doanh định hướng là phục vụ cái dịch vụ cho cộng đồng hơn là định hướng lợi nhuận. Cộng đồng đã và đang ngày càng tìm tòi học tập, nghiên cứu, sáng tạo, cho ra đời nhiều sản phẩm, ứng dụng công nghệ, v.v. đang được cộng đồng hưởng ứng và hoàn.
hy vọng rằng qua hội thảo lần này, các doanh nghiệp doanh nhân chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực cùng với Trung ương Hội Giáo dục Sức khỏe Cộng đồng và các tổ chức của hội chúng ta đồng lòng, đồng sức để phục vụ sức khỏe cộng đồng trên tinh thần là vì lợi ích của sức khỏe cộng đồng, vì lợi ích của dân tộc như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay và tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một người rất là tâm huyết với sức khỏe cộng đồng, có lẽ chị cũng là một trong những người tham gia rất là lâu trong hiệp hội không bằng thuốc kháng sinh. Tôi cho rằng là đây là cũng có sẽ có rất nhiều người được nghe chị phát biểu về nhiều cái đề tài của chị. Và hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Trình bày một cái những cái kết quả mà tôi đã nghiên cứu gần 40 năm nay, về các loại nấm ăn, nấm dược liệu, trong đó thì chú trọng là nấm dược liệu và đã được nhận các cái đề tài của nhà nước, cấp đại học quốc gia, cấp công nghệ sinh học cấp nhà nước và cấp quốc tế, Việt Nam, Hàn Quốc theo nghị định tư của chính phủ và những đề tài của công ty nấm Kim Chi tham gia làm trong những năm qua. Đến nay là 22 năm, công ty thành lập trong 22 năm. Với những kết quả nghiên cứu và cho ra cái sản phẩm, đó là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong mỗi giai đoạn khác nhau. Và với những cái loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì chúng tôi chú trọng nhiều trong những năm gần đây và cũng đã là chuyển giao công nghệ cho nhiều hơn trong cả nước. Hôm nay tôi xin phép được trình bày những ngắn gọn những kết quả quả không đưa ra những bằng chứng khoa học nhiều, bởi vì đây là hội thảo mà chúng ta cho là tối khoa học và trách nhiệm mà chúng ta đã biết được để mà chăm sóc sức khỏe. Thế thì vấn đề đây là tôi sẽ lướt rất nhanh để cho họ thọ xã giải hiện tại hiện thọ nhiều biện pháp để chống ung thư và chống các cái bệnh mãn tính, nhưng tôi muốn giới thiệu một cái công nghệ là một cái lĩnh vực mới, đó là cái beta glucagon. Cái bài tôi đã nói tức là tỷ lệ ung thư hay một số bệnh thì đã, còn bây giờ chúng ta sẽ là tăng hệ miễn dịch bằng các thành phần thực phẩm toàn cầu trên thế giới và vừa rồi dự ở Singapore. Thì với những sản phẩm này thì đã được giải thưởng mà chúng tôi đã quy tụ tất cả những cái thành phần tốt nhất của nấm dược liệu để đưa vào cái viên này. Và như chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy, vậy thì chúng tôi đặt tên nó là beta glucagon là vàng. Thế thì chúng ta nhìn đây chúng ta sẽ thấy rất rõ nó vào trong cơ, nó sẽ tác động như thế nào, tăng hệ miễn dịch đối với cơ thể. Sarcoma 180 thì nó ức chế là 87,06%, trong khi quả thể có 86%. Để biết rõ nó có khả năng chứng minh cho cái việc này, để biết rõ cái khả năng mà nó có chống ung thư hay không, thì chúng tôi đã có nhiều năm thí nghiệm và đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi phối trộn được đưa vào thành phần beta glucan. Thì trong đó có nấm đầu khỉ là cái nấm mà giúp cho tế bào ung thư đường tiêu hóa, chống ung thư tế bào ung thư đường tiêu hóa tốt. Và đây là nấm chi, là nấm phân chi, đặc biệt là nấm phân chi là chống virus viêm gan B mãn tính và các cái côn trùng hạ thảo. Đây chúng tôi một cái tin rất vui là chúng tôi đã tạo được một cái đông trùng hạ thảo mới mà chúng ta vẫn cứ gọi là con sâu đấy, tức là Cordyceps sinensis, còn Cordyceps meditatis thì bây giờ trồng rất nhiều. Và ngoài kia hôm nay chúng tôi có trưng bày Cordyceps sinensis là một cái loài rất đắt tiền và nó ở ngoài tự nhiên, mới chỉ có ngoài tự nhiên, hiện nay chúng ta toàn phải nhập từ Trung Quốc
và ở các một số các nước như Ấn Độ, v.v. Thế thì cô đi xếp xin chính này, như con sâu thì chúng ta nhìn như thế này, chúng ta sẽ thấy là nó một năm nó chỉ ra một lần, và mùa đông thì nó ký sinh trên các ấu trùng của loài sâu. Thế còn đến mùa hè thì bắt đầu nó mọc sâu này. Và chim thưa với hội nghị là hiện nay là cái đông trùng hạ thảo này nó chứa cái adenosine là cái thành phần rất là tốt ở trong đông trùng hạ thảo, và một số các hợp chất rất tốt để có khả năng chữa rất nhiều các loại bệnh khác nhau và tăng cường miễn dịch. Cordyceps sinensis này tôi muốn nói rằng là tôi đã xâm nhập được nó, và bây giờ chúng tôi đang làm và đang có những đơn đặt hàng để người ta để cho chúng tôi mua của chúng tôi. Thế thì vấn đề đấy là tại sao nó lại giá trị như vậy, là vì nó ở ngoài tự nhiên thì nó đắt, và tỷ lệ của nó giá thành của nó con người đã mua ung thư và mua để điều trị thì đã đến là một tỷ tám một cân. Thì như vậy là rất đắt, và trong cái mini tarif thì rẻ hơn nhiều. Thế thì nói đi để chúng ta thấy rằng là với những cái chỉ tóm tắt thôi, còn có tờ rơi ngoài kia, nếu các vị nào muốn tìm hiểu sâu thêm thì xin ra lấy tờ rơi để có thể xem và biết thêm beta glucan là cái gì, và các cái beta gôn mà chúng tôi mới làm nữa, ngoài cái cordyceps sinensis ra và đông trùng hạ thảo ra, thì có đây một cái bào tử nấm linh chi. Bào tử nấm linh chi là tốt gấp 75 lần cái bào tử thấy, đó là cái mộc nhĩ đen. Là có mấy chuyên gia của Úc là đến tham quan và xem, thì sẽ rất quan tâm đến các cái mấy cái sản phẩm này của chúng ta. Thế đây là những sản phẩm mà công ty đã sản xuất ra và tin lưu hành rất nhiều, và chúng tôi đã điều trị cho đến hỗ trợ điều trị cho hàng vạn người dùng các cái này, và cũng qua các cái hội thảo hội nghị thì cũng tài trợ rất nhiều những sản phẩm này. Thế thì đấy, và kết luận của chúng tôi là gì? Kết luận của chúng tôi là chúng ta phải kết hợp, tức là có thể là cả những điều trị hóa chất trị liệu và ung thư, nếu như mọi người mà tiến sĩ thì chính chị đã bao nhiêu năm lặn lội làm giàu cho quê hương đất nước, với những tình yêu quê hương đất nước, chị là những người doanh nghiệp doanh nhân cả thế giới biết tên chị. Vinh dự tự hào, chị cũng đại diện cho người con gái của Việt Nam, con gái bà Trưng bà Triệu. Đấy, những sản phẩm của chị đi khắp mọi nơi, chị đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chị đã được đi Lâm Châu hướng biển học những tình cảm và những cái tốt của Lâm Châu bốn biển. Hôm nay chị về với cuộc hội thảo ngày 17 tháng 12 năm 2022, trong không khí toàn đảng, toàn quân, toàn dân phòng chống Covid, thực hiện tốt 5K. Tôi nghĩ rằng trời Phật đấng quyền năng sáng tạo cho một người con như chị, vinh dự tự hào cho phụ nữ Việt Nam, con cháu bà Trưng bà Triệu thời buổi mở cửa sau bao nhiêu năm vất vả vì Covid-19, thì cũng lặn lội như là Đảng, Nhà nước và tất cả các mọi ban ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân hôm nay ở 35 Hùng Vương cũng lại phải phát huy những truyền thống của và đây là những cái
tăng thêm cái gì, mình sản sinh cho tế bào mới, tế bào gốc. Cho nên là trong bình dương, cho nên là rất tốt cho các cái cơ thể sức khỏe của mỗi người. Và cái này cũng xin thưa là trong cái bao trong cái video, tôi đã đưa một số các cơ thể, một số các bệnh nhân điều trị thế nào trong năm qua, thì các vị đã xem thêm. Ta sẽ thấy là rất rõ cái vai trò của các cái làn da cũng như các loại dược liệu mà hiện nay nước ta đang phát huy và sản xuất rất là nhiều. Đã chuyển giao công nghệ tới nhiều vùng trong cả nước và còn trang trại để cho họ xem và họ có thể để bắt chiếc và làm trong thời gian tới. Vì chương trình nó cũng có hạn cho nên là phép được dùng ở đây và hy vọng rằng công ty nấm Kim Chi cũng như là các sản phẩm sẽ được lan tỏa tới nhiều vùng trong cả nước cũng như là trong nước cũng như nước ngoài và cũng như chúng ta hiểu thêm về vai trò tác dụng của nó để có thể yên tâm sử dụng và nó rất là an toàn và không có tác dụng phụ. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý hôm nay. Toàn thể các quý vị đại biểu trong tham gia cái hội thảo hôm nay, tôi xin được thay mặt cái công ty công nghệ vắc xin Việt Nam, viết tắt là BCC, được báo cáo một cái phần công việc với ý nghĩa là tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thì thưa các anh chị, dưới đó nó là một hệ sinh thái. CRIME là một trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học môi trường trực thuộc USA, từ liên hiệp các hội học thuật Việt Nam. Với nữa là một loạt công ty BC Nutrition là công ty chuyên cung cấp các cái giải pháp sinh học, trong đó có enzyme, lợi khuẩn và một số các sản phẩm khác nữa cho lĩnh vực chăn nuôi. BC Heal là cung cấp các cái nguyên liệu và tiếp theo là BPharma là cái đơn vị phát triển các cái sản phẩm, các cái nguyên liệu đó thành những sản phẩm trong các sản phẩm sức khỏe. Đấy là cái sơ lược chung về cái hệ sinh thái. Tuy nhiên, tôi đang là phó chủ tịch hội thủy sản Việt Nam, tôi không nói ở đây, nhưng mà nó có một cái nữa là và xuất khẩu hải sản, thủy sản của Việt Nam càng ngày càng lớn lên. Thì hôm nay thì tại đây chúng ta nói đến sức khỏe và nói đến con người, cho nên là tôi bỏ qua cái phần mà liên quan đến những cái nó không liên quan. Vậy. Thì xin thưa các anh chị, BC từ khi hình thành đến nay được năm 2001 đến nay sang bước sang tuổi qua sinh nhật 22 tuổi rồi. Và cũng rất là cảm ơn được sự quan tâm của lãnh đạo trong nước và quốc tế quan tâm. Cho nên là BC có những cái thương hiệu thậm chí là đã được lên trang bìa của tạp chí Britain của nước ngoài và được giải thưởng của Mỹ rồi các lãnh đạo thì các đồng chí đã nhìn thấy từ Bộ Khoa học Công nghệ cho đến là các lãnh đạo cao cấp hơn. Và đặc biệt là BC được nhận giải thưởng rất là cao quý tại Mỹ. Xin lỗi. Những công nghệ đó và đã cung cấp cho đó là tăng cường miễn dịch và hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính không lây bằng mấy cái sản phẩm ở trên cái slide này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin mạo muội đưa ra một cái tư duy của chúng tôi, đó là chúng tôi chỉ ra cái chìa khóa để sống khỏe và trường thọ. Xin thưa các anh chị là tuổi thọ trung bình của chúng ta sau hơn 30 năm vừa rồi nó đã lên được khoảng gần 10 tuổi. Và tí nữa tôi có slide chiếu. Thế thì ngoài cái cơ sở vật chất, cái vật chất và tinh thần chúng ta được cải thiện, chăm sóc sức khỏe y tế được cải thiện, thì nó còn có rất nhiều vấn đề đối với người có tuổi là các bệnh mãn tính không lây. Và chính cái bệnh mãn tính không lây nó làm giới hạn tuổi thọ chúng ta rất nhiều. Thì chúng ta đi dần từ cái slide 1. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một cái chìa khóa, trong đó nó có phần trên là chúng tôi sử dụng một cái hoạt chất tăng cường miễn dịch mạnh nhất trong thiên nhiên, đó là beta-alanine 1316. Và cái thứ hai là bào tử lợi khuẩn, bào tử sống đấy, 100% bào tử lợi khuẩn để bổ sung cho cái hệ tiêu hóa đường ruột chứa tới 80% sức mạnh hệ miễn dịch nằm ở đường ruột, hệ tiêu hóa. Đấy, thì đấy là cái thì tôi
đỡ mất đi thời gian của chúng ta. Và cái mà chúng ta tự làm được, chúng ta mỗi bản chúng ta làm được chính là thay đổi dinh dưỡng, thay đổi rèn luyện. Còn cái muốn đóng góp ấy chính là cái cuối cùng là thực phẩm bổ sung, chính là cái supplement mà chuốn của cả thế giới rồi. Người ta bắt đầu quên dần thuốc tây, giảm thuốc tây dần để đưa cái thực phẩm về sức khỏe hàng ngày, nâng cao cái sức khỏe nói chung cũng như là nâng cao xử lý các cái bệnh nặng như thế này. Là anh đến 35 Hồng Vương, 35 Hồng Vương nhé. Lên 35 Hồng Vương. Cô bận không? Bây giờ vâng, lên luôn khẩn trương. Cô... chúng ta mới có cái hội hóa trị, hội xạ trị, hội phẫu thuật ung thư, nhưng mà tới đây chúng ta sẽ ra cái hội là miễn dịch trong điều trị ung thư. Và rất may mắn là Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã cho chúng ta dịch sang tiếng Việt, bản tiếng Việt mà hai cái bản này hai tập là dày tới gần 1.800 trang. Đây được gọi là cẩm nang của miễn dịch trong điều trị ung thư. Và lúc này thì các nhà khoa học và các nhà y tế phải nhìn vào cái con đường đi của Mỹ mà chúng ta học theo, cho nên nó có một số giải thưởng Nobel câu chuyện miễn dịch với ung thư là như vậy. Và cái video kia là để nói khẳng định là Việt Nam với một cái hội nghị hơn 500 nhà khoa học về ung thư, đây ạ, cái video cuối cùng kia là VTV1 đưa đấy ạ, là bây giờ thấy rằng là câu chuyện miễn dịch là chìa khóa của Việt Nam cũng đi theo rồi, là kết hợp miễn dịch với các phương pháp điều trị truyền thống như là phẫu thuật hóa trị thì hiệu quả nó tăng hơn hẳn, kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Nhiều bệnh nhân cái loa nó không thể bấm được, nhưng mà đấy là những bằng chứng. Thế còn về beta can ấy thì người ta đã có nghiên cứu quá nhiều rồi, người ta viết sách beta can rồi, bên trái là tiếng Anh, bên phải là tiếng Việt. Thì beta can ấy được gọi là một chất tăng cường miễn dịch mạnh nhất trong thiên nhiên mà các nhà khoa học vì tìm ra, nó hơn hẳn curcumin, hơn hẳn fucodan. Tôi đã chủ nhiệm một tài tách chiết fucodan ở Việt Nam với bộ khoa học nghệ rồi, mà chúng tôi sẽ phải đi và về beta can, bởi vì beta can mới là con là cách đi của tôi là chúng ta chuyển sang làm beta can. Và đây beta là gì, là chất tăng cường miễn dịch mạnh nhất từ thiên nhiên này, và nó liên quan đến khối u lành tính và ác tính này, nó liên quan đến vấn đề cholesterol và các bệnh tim mạch, nó giải quyết đến vấn đề các bệnh tiểu đường vân vân. Tức là các bạn các anh chị có thể tìm vào beta can thì nó có đến 9 triệu bài tập các cái tài liệu đó về beta can. Và nếu các anh chị vào tạp chí quốc khác và tạp chí duy nhất về DC của Mỹ thì chúng ta có một cái beta can nó ra đến 17.000 tài liệu đó về beta can. Đây là một loại những nghiên cứu 316 thì 16 mình ý tưởng Việt Nam. Còn riêng các thành phẩm mà chúng tôi lấy từ Trung Quốc, nguyên liệu 80% thì chỉ có những bên phải và mất bên trái. Từ phải bên của Mỹ mất bên có bên trái mất bên phải. Có nghĩa là một cơ thể cũng gọi là người ta cơ thể nhưng mà mất một tay rồi, không phải hai tay đâu. Nên chúng tôi vẫn ra cái nghiên cứu lâm sàng. Chúng ta đã biết rồi, xác định là sau một tuần lượng cơ thể ECM của chúng tôi tăng gấp đôi trong cơ thể chuẩn. Tuyệt vời. Và vì là lâm phong người đang thử nghiệm thì sau 28 ngày dùng thể tích của mũi giảm được 17% của thể trọng. Đấy là một động viên rất lớn cho chúng tôi. Và vì vậy chúng tôi mạnh ra đưa ra các sản phẩm này như bây giờ ra đây. Trong số này thì hai sản phẩm bên phải là chúng tôi đã được vào đề án 818 của Bộ Y tế để đưa vào phòng ngừa hỗ trợ điều trị ung thư tuổi cộng đồng. Hỗ trợ các bệnh ung thư. Thì xin thưa các chị, đây là ví dụ về bệnh tuổi cộng đồng. Một trường hợp này ung thư phổi di căn não và sốc nặng
Và tiếp theo nữa, đây là một cái u não ở giai đoạn cuối của một cháu 21 tuổi bên trái kia kìa, là u trước khi điều trị. Sau bây giờ cái phẫu thuật gamma rất là ít thôi, là mồi thôi, và dùng sản phẩm chúng ta thì sau 6 tháng nó bé lại, nó mờ đi đây. Và sau 9 tháng nó gần như nó biến mất. U não giai đoạn cuối, u ác của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông rất đắn đo, cân nhắc khi tìm đến tôi để đưa giải pháp này. Đây là cái rất là mới, mà mới cho nên rất muốn là các anh chị bỏ thời gian chúng ta dùng một tí để chúng ta kỹ. Và đây là những trường hợp u phổi, di căn vào xương, đây là ung thư dạ dày cuối cùng, đều có những giải pháp từ sản phẩm này và kết quả cực kỳ rõ ràng. Không được và ăn uống bình thường, đi tiêm vaccine bình thường. Đấy. Đây là một cái u phổi đã sống được 4 năm thương binh và đón được 4 cái COVID, 4 cái 27 tháng 7. Và lúc trường hợp này anh Dung cũng biết, anh Dung bị lan biết, đây là bệnh nhân của anh Dung. Và các cái u nó cứ bé dần, theo thời gian, ở đây nó không có chuyện gì hết. Anh chỉ nhìn tâm sát, đây là trường hợp này, tức là không có lo. Anh này cũng bị bệnh nhân trở về u phổi, nhưng mà anh nói là vâng, rất rõ ràng về số liệu. Da đẹp thì da phụ nữ, đấy là biến chứng tiểu đường. Và đây là đặc biệt bệnh này là không biết. Bệnh này là bệnh lupus ban đỏ, mình tự biết. Đi Singapore mình trở về. Người nhà mình bị bệnh hai chứ không ai. Đến với y sĩ tôi sau một năm thì cháu trở lại bình thường và cháu cũng đã cho suy giảm rồi. Cháu trở lại bình thường và cháu bị bình thường. Đến tháng 7 rồi mình còn ăn, chúng tôi giảm nửa liều. Có 2 trên 1 ngày. Và cháu được như thế này. Đây là một vi chúng tôi vẫn cứ đánh giá của mình. Và đấy là beta gam. Không còn ý bách nào đâu nhé. Lọc kết rồi. Không còn lý sinh tố nào, chỉ có bào tử thôi. Và bảo quản trong cái ống ấy nó sẽ không bị tối, nó không chết. Nói với chủ quán này, khi mà lắm xương ấy thì nó để rất nhiều cái chuyện vào là dễ gãy xương rồi đau ca thì nó dẫn luôn, nó 100% vào máu, nhưng mà máu nó dẫn thẳng vào chỗ xương, xương tiêu cắt gì và cuối cùng có vitamin C để tăng cường. Thì là lắm đây của môn vi sinh và trường đại học khoa học tự nhiên của Hà Nội là một nhà khoa học và là nhà doanh nghiệp cá nhân, rất nhiều các cái thành quả được ứng dụng sau khi làm các cái đề tài của các cái nhà nước cũng như là phải tăng hệ miễn dịch để mà làm thế nào chống chọi với các loại, kể cả ung thư và kể cả các cái bệnh khác, thì đây cũng là một cái mà tốt. Tiếp theo chương trình. Xin mời chủ tịch của cái hội thảo hôm nay, kính thưa tất cả các quý vị đại biểu tham gia thảo, và tôi xin và trong nông nghiệp phần các cái nghiên cứu của tôi cũng các đồng nghiệp của Việt Nam, các nhà khoa học Việt Nam, tôi chủ yếu đóng ở Moscow, Saint Petersburg và một cái lực lượng tại chỗ là các nhà khoa học trong các cái viện nghiên cứu, các cộng tác viên, các trường viện tại Việt Nam và Viện Công nghệ VIT thì thành lập thì chưa được lâu, mới từ năm 2016 nhưng mà chủ yếu là 4 năm rồi. Cho y sinh và nông nghiệp thì chúng tôi sử dụng các cái nguồn plasma lạnh. Plasma lạnh thì thực chất đó là một cái plasma dạng plasma mà các cái hạt electron nó có nhiệt độ khoảng độ vài chục ngàn độ. Thế nhưng mà các cái hạt nguyên tử thử nghiệm trên các cái loại hoa quả khác nhau đều cho thấy là cái khử khuẩn, khử nấm, nấm mốc ở trên bề mặt với cái hiệu số rất là cao, 99.99%, có thể đạt cao hơn nữa. Thế và các cái hệ thống này cho thấy là chúng ta có thể xây dựng được các hệ thống dây chuyền công nghiệp cho các cái nhà máy bảo xử lý bảo quản nông sản của chúng ta. Thời gian thì như các chị thấy với các loại khuẩn thì nó chỉ cỡ vài chục giây cho đến 1 phút, thế còn các loại nấm thì nó có thể đến 3 đến 5 phút, tức là cũng tương đối là nhanh. Và đặc biệt là các hệ thống này là hoạt động ở dưới áp suất khí quyển và nhiệt độ thường, không làm hỏng bề mặt của hoa quả nông sản thực phẩm. Và giá cả để mà vật tư tiêu hao để mà cho một cái đơn vị xử lý thì nó rất là thấp. Nó thấp hơn hàng trăm lần so với các biện pháp chiếu xạ và rất an toàn so với các biện pháp mà dùng.
chất. Một cái hệ thống nữa mà chúng tôi làm ở đây ấy, là hệ thống tạo các cái loại nước gọi là nước hoạt hóa plasma. Nó gần giống như nước mưa rào mà có sấm sét. Các anh các chị thử nghiệm về cái nitrat, tôi đưa ra như minh chứng để các anh các chị thấy là nó gấp hàng trăm lần so với lại cả cái nước mưa rào tự nhiên. Thế và cái hệ thống này nếu mà mặt về mặt giá thành rất là rẻ so với các cái hệ thống tương tự. Thế và rất là an toàn. Ba là một vùng đến chưa? Tự nhiên. 35 Hùng Vương ở ngay chỗ 37 văn phòng chính phủ đấy. Kỹ thuật mà chúng tôi đã làm ra và thử nghiệm. Giới thiệu với chúng ta về cái đề tài công nghệ các ta cho xử lý và bảo quản nông sản thực phẩm cũng như là khử khuẩn tăng cường tân trồng. Có thể nói đề tài này nếu được áp dụng vào thực tế thì người nông dân sẽ rất là có lợi và đẩy mạnh cái tăng năng suất nông nghiệp. Trên động vật thực nghiệm của sản phẩm bioglobulin. Vâng, xin mời giáo sư. Phó sư Nguyễn Thị Chính, nguyên là cô giáo cũ của tôi và kính thưa tất cả hội nghị. Hôm nay tôi rất là vinh dự và rất là vui mừng vì đã được gặp lần đầu tiên được gặp hội doanh nhân và liên kết với khoa học. Hôm nay vào gặp bài báo cáo của tôi thì tôi đã thu gọn lại và tôi chỉ báo cáo những cái điểm chính trong các cái nghiên cứu của chúng tôi kéo dài nhiều năm về cái beta glucan. Thì tôi vừa mới đến thì tôi được nghe cái bài báo cáo của tiến sĩ Nguyễn Văn Năm, thì tôi thấy rằng là chị Anh Năm nói hộ chúng tôi rất là nhiều về cái tác dụng của cái beta glucan. Thì nằm trong chủ yếu là tập trung vào nấm dược liệu thôi, tại vì là bên cạnh cái beta glucan tăng cường miễn dịch thì nó lại còn chống ức chế hình thành khối u rất là tốt. Và tôi xin hôm nay trong cái khuôn khổ này thì tôi chỉ muốn trình bày một số cái sản phẩm của chúng tôi. Đây là một số hình ảnh mà chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi nuôi trồng cái nấm đầu tiên. Đây thì tôi rất muốn giới thiệu một cái nấm mà tôi muốn đặc biệt bên cạnh cái lychee và cái nấm bờ sư tử đấy. Đây là hình ảnh đầu tiên và chúng tôi đã trồng thành công ở trên môi trường dịch thể và nó do cho cái gì mà nó hình gì thì nó hay bổ cái đó. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là khi mà nó hình đầu thì chắc là nó cũng sẽ bổ não. Và chúng tôi tập trung vào nghiên cứu cái nấm đầu tiên khá là nhiều năm. Và người mà nuôi dưỡng cho tôi cái ý niệm về nấm dược liệu cũng như là cái sự say mê về nấm chính là trồng nấm với cô Chính, và tôi đã say mê bắt đầu từ đấy. Nghiên cứu về các cái phổ cấu trúc phổ NMA, tờ phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ nói chung là các loại phổ, và nghiên cứu về cấu trúc của cái miễn dịch rất là tốt thì luôn luôn có mặt ở trong các cái nấm, đặc biệt là nấm linh chi và nấm đầu. Chúng tôi là viện hóa học thiên nhiên thì chúng tôi có một cái sản phẩm là cucumin và rất nổi tiếng của tiến sĩ Phạm Đình Tị, chắc là nhiều người trong hội trường cũng biết là rất nổi tiếng về cái sản phẩm glucomin. Tạo được một cái sản phẩm là bioglucomin, tức là chúng tôi gọi tên là bioglucomin gồm có beta glucan và kết hợp với glucomin, và chúng tôi đã chứng minh cái phổ kết hợp của nó có cái pip kết hợp rất là rõ ràng. Sản phẩm là nano hóa từ cái kết hợp beta glucan với glucomin đấy thành nano glucomin và một sản phẩm. Chúng tôi đi thử thì cũng xin không phải là quảng cáo mà tôi cũng xin giới thiệu thêm là phòng thí nghiệm của Mỹ, và tôi đã đưa cái sản phẩm cái kỹ thuật đấy về Việt Nam, và hiện nay chúng tôi ở Viện Hàn Lâm Khoa học là phát triển và dùng routine hàng ngày để đánh giá. Thì chúng tôi đánh giá trên các dòng tế bào ung thư một nuôi cấy in vitro. Hiện nay chúng tôi có khoảng hơn 10 dòng tế bào ung thư để đánh giá với cái hoạt tính kháng tế bào ung thư trực tiếp ở trên phiến 96 giếng cơ động. Trên mặt đọc cái đi dạy khối u, quá trình phát triển khối u cũng như là tác động của cái chất mà mình thử trên khối u trực tiếp. Thì trong vòng 3 tuần sử dụng thời gian thì chúng tôi đã kết hợp với việc Tony 103 làm rất bài bản đến cái khả năng ức chế khối u
điều trị như thuốc tây mà nó lại dùng tích lũy, tức là với cái liều dự phòng của chúng tôi phải dùng thời gian dài và kéo dài, là dùng với liều dự phòng đối với người thì là để cho cơ thể được. Và sau đấy thì là và các cái tổ chức, ví dụ thì chúng tôi có một cái là vì như tôi nói từ ban đầu là vì cái sản phẩm beta-glucan ấy, thì đúng như dự đoán của chúng tôi là nếu nó lên hình đầu thì nó sẽ bổ với đầu. Thế thì chúng tôi nghiên cứu tiếp theo một cái hướng nữa với cái bioglucomin, sản phẩm kết hợp glucomin này, là chúng tôi nghiên cứu ở trên chuột theo cái hướng là chống Alzheimer. Sản phẩm beta-1316 glucan từ cái nấm đầu khỉ này kết hợp với glucomin và một số chất khác thì chúng tôi thử trên chuột thì thấy rằng là khi mà chúng tôi tạo cái bệnh Alzheimer một cách nhân tạo ở phòng thí nghiệm của Pháp, ở tại Algeria, phòng thí nghiệm này cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế, thì thấy rằng là khi mà điều trị cũng liều dự phòng thì nó làm tăng cường cái khả năng phản ứng của động vật thí nghiệm, là cụ thể là chuột đấy, những cái phản ứng rất là dài. Cái bài báo cáo của tôi rất là dài, nhưng tôi đã theo lệnh của cô chính là chỉ được cắt ngắn thôi, thì tôi chỉ xin phép là báo cáo cái kết quả cuối cùng thôi, là sau các cái nghiên cứu về hình ảnh, cuối cùng là hình ảnh mô học trên tế bào não thì thấy rằng là cái sản phẩm của chúng tôi là nó hồi phục và nó ức chế cái... Và đấy là cái kết quả mà chúng tôi thấy rất là ấn tượng. Và hiện nay thì Viện Hàn Lâm Khoa Việt Nam có cấp cho tôi một cái kinh phí, một cái đề tài của Việt Nam mà về vấn đề thần kinh nữa, thì chúng tôi đang nghiên cứu và sắp kết thúc trong năm 2023 liên quan đến các cái đề tài nhà cấp nhà nước mà tôi đã thực hiện cũng như đề tài. Thì hiện nay là đây là những cái công bố mà tiêu biểu nhất. Thường ví dụ cái sản phẩm bioglucomin mà kết hợp với glucomin của tôi đã đạt được giải thưởng đầu tiên là giải thưởng Techmark của Việt Nam, quốc tế lại được tổ chức tại Việt Nam năm 2015. Và cái người mà giới thiệu cho tôi là chính là chị Lê Thị Khánh Vân, cái sản phẩm để mà quảng cáo. Sau đấy thì có mang sản phẩm sang Hàn Quốc để đấu ở các cái đấu trường quốc tế, thì chúng tôi đã, cái sản phẩm bioglucomin đấy đã được trao giải đặc biệt và giải vàng quốc tế về cái sản phẩm bioglucomin. Tiếp theo là cái sản phẩm bioglucomin gan. Chúng tôi sẽ được có thời gian để báo cáo kỹ hơn. Thì đấy là toàn bộ những cái gì mà chúng tôi có được, tức là những cái kết quả nghiên cứu trong rất nhiều năm và cái kết quả, những cái sản phẩm. Thì xin đây thì tôi xin hết cái bài báo cáo của tôi ạ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các quý vị đã đến. Do các biến chứng tiểu đường, do quan niệm rằng là ngũ quan là đôi mắt, thì ngũ tạng trong cơ thể là cái tính biên giới, ngũ quan là cái tạng, cái hình của tôi đang bên
trong một cái đôi mắt thôi thì đã thể hiện được những tính cách như tôi đơn quý ạ, phía trên và phía dưới ạ. Hay là ví dụ như là hai cái khóe mắt của chúng ta sẽ liên quan đến cái cảm tâm và cảm thức luân. Ví dụ như đây là cái trường hợp sụp lý do một cái tai biến mạch máu não, thì khi mà bệnh nhân sụp hoàn toàn và vành mắt ra thì là liệt dây thần kinh số 3, cho nên nhãn cầu không thể cử động được. Còn đây là một cái sụp lý do biến chứng tiểu đường, thì sau khi mà điều trị xong thì mắt bệnh nhân trở về bình thường cả, thì người ta gọi là sụp lý vô căn. Với đông y thì cái này thì bạn này là do trúng gió. Còn những cái ví dụ khối u não chèn ép thì đây là một cái bệnh nhân mà cô bé này thì còn rất là trẻ, và sau khi mà cô ấy yêu u não chèn ép thì đã cho chỉ định mổ. Tuy nhiên là mổ xong thì bạn ấy vẫn bị tổn thương cái dây thần kinh số 3 sau mổ, dẫn đến cái liệt hoàn toàn nhãn cầu. Vinh dự tự hào tuổi trẻ doanh nghiệp doanh nhân. Ở trường hợp này thì là một cái sụp lý mắt tuổi già, và bên cạnh cái sụp lý mắt tuổi già thì bác này bác ấy có một cái thủy tinh thể kèm theo, và cũng có cái chỉ định để phẫu thuật thay cái thủy tinh thể, và chúng tôi đã sử dụng cái phương pháp này để chúng tôi cho bệnh nhân uống thuốc, và bệnh nhân cũng không cần phải thay thủy tinh thể nữa. Đây là một cái trường hợp cũng là một cái anh dược sĩ trẻ, trong ngành dược cùng ngành với lại chúng tôi, cũng rất là mong muốn được chia sẻ với phương pháp điều trị bằng đông y này và tôi cũng rất mong muốn rằng là phương pháp này hiện nay là trên thế giới là cũng đang chưa có, và họ cũng rất là nhiều các cái bệnh nhân ở trên thế giới cũng đã phải về với Việt Nam và về gặp tôi để điều trị về phương pháp này, nên là tôi rất là mong muốn được tới sự cơ hội và lan tỏa để chia sẻ cái phương pháp này, để chúng ta có thể tự hào rằng dược liệu của Việt Nam chúng ta, đông y của Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều những thứ hiệu quả trong những cái căn bệnh mà hiện tại bây giờ trên thế giới cũng không có thuốc ạ. Và nhân tiện đây tôi xin rất là cảm ơn các ban lãnh đạo của Bộ Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam. Xin cảm ơn chị Khánh Vân đã giúp đỡ cho chúng tôi để lan tỏa được cái phương pháp này ra với cộng đồng ạ. Sắp đến Tết rồi thì chúng tôi xin chúc sức khỏe tất cả các quý vị đại biểu một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Trong 21 đã đi qua với những dấu ấn đặc biệt đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đại dịch Covid-19 đã càn quét tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, khiến hàng triệu người tử vong, nhiều quốc gia hùng cường về kinh tế bị sụp đổ. Việt Nam chúng ta là một trong số những ít quốc gia đã vượt qua đại dịch một cách tài tình, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, hết lòng vì nhân dân của chính phủ. Nền kinh tế tuy vẫn còn nhiều khó khăn do sự tác động từ nhiều phía cả trong và ngoài nước, khiến cho nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những điểm sáng của các doanh nghiệp luôn không ngừng sáng tạo, tìm ra những phương thức kinh doanh đổi mới, đột phá trong tư duy và hành động. Toàn Đào Group là một trong những doanh nghiệp như vậy. Trải qua 4 lần dịch, theo chủ trương của chính phủ, chuyển hướng kịp thời để thích ứng an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả, các Đào Group đã chuyển toàn bộ hoạt động đào tạo của mình từ offline sang hình thức online thông qua ứng dụng Zoom, với các khóa đào tạo từ 500 cho tới 800 trong spa trên. Đúng vào trọng tâm là đào tạo thực hành sát sao, cầm tay chỉ việc, thực hành lâm sàng, hồi cấu trúc da. Đây chính là điều mà các chủ spa luôn luôn yếu và thiếu. Mỗi khóa đào tạo của Camel được coi là có mức độ xóa người tham gia nhanh và quyết liệt nhất, với quy tắc 15 giây. Nếu người tham gia khóa học không tập trung, lơ là, không học kịp, không quan